Thưa quý vị, chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Ở nhiều nơi không khí của lễ hội đang diễn ra rộn ràng. Tại Huế, trong các chuỗi hoạt động lễ hội mùa thu năm 2022, theo định hướng Festival 4 mùa, không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 9 với nhiều hoạt động đặc sắc và đa sắc màu văn hóa. Ấn tượng nhất là không gian trưng bày sắp đặt hơn 1.000 đèn lồng các loại như đèn lồng cung đình, đèn lồng truyền thống Huế, đèn lồng làm từ mây tre đan bao la, đèn trúc chỉ, đèn lồng xếp. Đặc biệt, chương trình còn giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa chơi Trung Thu của người Việt như mâm cỗ Trung Thu truyền thống, hơn 100 mẫu tò he, con giống bột trong các bộ sưu tập Tam Sư, Tứ Linh, Ngũ Hổ được phục dựng. Trong không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng này, các em thiếu nhi Huế còn có cơ hội để tìm hiểu về không gian đêm Trung Thu cổ truyền Việt Nam và tham gia hoạt động trình diễn, trải nghiệm làm đèn lồng và con giống bột cùng các nghệ nhân tham gia chương trình.